vướng mắc thì đây tất cả nó đều là cái xét nguồn gốc đất qua các thời kỳ. Đó là cái luật đất đai của chúng ta chậm sửa đổi, cho nên là cái công tác phối hợp xử lý vận dụng vào hiện nay còn đang hơi vướng, và chúng tôi tích cực tuyên truyền để vận động nhân dân trong thời gian tới sớm bàn giao mặt bằng cho thành phố thi công để cái dự án được thông từ đầu cho đến cuối, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Giai đoạn 2 thì bán trái thẩm quyền. Do vậy là hiện nay nó còn đang vướng mắc, thì xã đang ý kiến đề nghị với cả thành phố, các phòng ban thành phố hỗ trợ giúp đỡ để cho cái việc tổng hợp hồ sơ được xét nguồn gốc đất theo quy định của pháp luật. Trên địa bàn phường Nam Sơn thì có một dự án rất là trọng tâm của thành phố, đó là dự án các trục đường trung tâm phường Nam Sơn. Nhưng tuy nhiên thì cái dự án này nó do chậm và nhiều thời gian, là với lý do là cái dự án này là các hồ sơ giải phóng mặt bằng thì tương đối nhiều. Có những cái hồ sơ chúng tôi rất là đa dạng, hồ sơ lâm nghiệp có, đất tôn giáo có, đất của các hộ thổ cư có, và trong quá trình làm thì vô cùng là khó khăn, đa dạng về các cái hình thức về nguồn gốc. Thưa quý vị và các bạn, giải phóng mặt bằng là công đoạn khó khăn nhất khi thực hiện các dự án đầu tư. Để tháo gỡ những khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng, cần có sự vào cuộc tích cực, chủ động hơn nữa của chính quyền các cấp và ngành chức năng. Cùng với đó, nhà nước cần có chính sách về giá đất trong giải phóng mặt bằng sao cho phù hợp giữa các địa phương, dự án và thị trường, nhằm tránh tình trạng có sự chênh lệch lớn, dẫn tới sự suy bì so sánh của người dân, khiến cho công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn. We'll be right back.